Đợt đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được giới thiệu tới quý bà con cũng như quý khách hàng về giống chuối tây Thái Thường nhé, hay còn gọi là chuối tây cao đó. Chuối tây thì nó sẽ có một số những cái tên gọi khác theo tùy từng vùng miền nhé, ví dụ như là chuối xiêm, chuối sứ, chuối mốc. Cái dòng chuối tây Thái Lan này nó có hai loại, một loại chuối tây Thái cây nó trưởng thành nó lùn thì gọi là chuối tây Thái lùn, một loại là chuối tây Thái thường. Thì đây là cây giống mà cây giống chuối tây Thái thường nhé, cây trưởng thành nó sẽ khá là cao đó. Chuối tây thì ở nước ta thì nó sẽ được phổ biến hơn, ưa chuộng hơn từ Bắc vào Nam, người dân ai cũng có nhu cầu trồng cái chuối tây này, và thường thì cái nhu cầu nó nhiều hơn thì cái giá thành của nó sẽ cao hơn so với dòng chuối tiêu. Để mà chúng ta trồng cái dòng chuối tây này thì nên nếu mà chúng ta dùng để sử dụng cho nhiều mục đích ấy, thứ nhất là mục đích chăn nuôi, rồi là lấy lá, lấy thân, thậm chí là lấy quả, thì chúng ta nên sử dụng, nên trồng trồng cái loại chuối tây Thái thường này. Thì thứ nhất là cây nó to cao, lá to, quả cũng to, năng suất quả khá là cao, tỷ lệ đậu quả cũng cao. Cái dòng chuối tây Thái thường này thì nhà vườn là nhân giống bằng hình thức cấy mô nhé. Cây giống thế nó sẽ có chiều cao trung bình từ 7 cho đến 20 cm tùy từng thời điểm. Quý bà con quan tâm thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc là kết nối Zalo để được cung cấp giá thành nhé, cũng như là được cung cấp hình ảnh cây giống tại mỗi thời điểm ạ. Chuối tây Thái thường sau khi chúng ta trồng tầm khoảng 8 cho đến 9 tháng sau thì bắt đầu cho hoa cho quả nhé, và sẽ được thu vào từ tháng thứ 12 đến 14 tháng sau. Chuối tây Thái thường nó sẽ dài ngày hơn so với chuối tây Thái, nó sẽ dài ngày hơn so với chuối tiêu. Chuối tiêu thì nó ngắn ngày hơn. Cái chuối tây này thì nó rất là hợp với cái khí hậu của nước ta, nên là được cả bà con vừa chuộng trồng đại trà, vừa làm thức ăn chăn nuôi, vừa lấy cây làm thực phẩm, lấy hoa, rồi là lấy lá. Cũng như là dòng chuối tây này thì nó là cây 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 đa 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 chức năng, cũng như là chúng ta trồng mà không sợ là hoang phí gì cả. Tuổi đời cây chuối nó cũng khá là lâu nhé. Chuối tây Thái thường là sẽ có tuổi đời từ 5 đến 7 đời thì chúng ta nên mới cần phải trồng lại, hoặc là có thể lâu hơn nếu mà chúng ta biết cách chăm bón cũng như là cải tạo đất. Lựa chọn cái đất thì chuối tây Thái thường thì chúng ta trồng đất nào cũng được, nhưng mà nếu mà để mà ít công chăm sóc và thuận tiện cho năng suất cao thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng đất độ canh tác nó dày, nhiều mùn, thoáng nước, thoát nước tốt, độ ẩm cao. Để mà trồng chuối tây Thái thường này thì cái khoảng cách mật độ của chúng ta thì chúng ta cứ trồng tầm khoảng cây cách cây hàng cách hàng tầm khoảng 2 mét rưỡi cho đến 3 mét, hoặc chúng ta có thể trồng dày hơn từ 2 mét cho đến 2 mét rưỡi nhé. Đào hố thì nếu mà chúng ta không có điều kiện để mà cày bừa làm cỏ sạch thì chúng ta đào cái hố nó khoảng 60 x 60 x 60 nhé, bó lót bằng phân chuồng ngoài mục, rồi là vôi bột kali lân NPK. Trước khi trồng thì bà con nên lưu ý là hãy tưới đẫm cho cái bầu cho nó nhũn bầu ra. Sau khi đó thì chúng ta cắt túi bóng, rồi chúng ta cắt túi bầu, rồi chúng ta trồng. Trồng sau thì chúng ta nên cung cấp đủ cái lượng nước, cũng nghĩa là trong cái khoảng thời gian đầu thì bà con nên cung cấp nước cho nó đầy đủ, và sau tầm khoảng 15-20 ngày sau thì chúng ta tiến hành bón lót. Tiến hành bón lót trong giai đoạn đầu thì chúng ta nên hòa phân với nước và chúng ta tưới như kiểu mình tưới rau. Cây chuối thì nó phát triển khá là nhanh, quả thường thì là nó sẽ cho tầm khoảng từ 12 cho đến 13 nải trên một buồng. Trọng lượng buồng thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 35 cho đến 40 kg. Thường thì nhà vườn khuyến khích bà con nên để từ 8 cho đến 10 nải trên một buồng là vừa. Thứ nhất là cái mã quả nó đẹp,
Thứ hai thì cây nó cũng phát triển như vậy là nó cũng đầy đủ theo theo như cái khí hậu cũng như là cái chất đất của Việt Nam chúng ta. Trong quá trình trồng thì cây chuối Tây Thái này nó ra rất là nhiều chồi nhá, nên là chúng ta nếu mà có thời gian hoặc là có điều kiện thì chúng ta nên tỉa chồi đi để cho nó đỡ làm hại cây mẹ cũng như là mất quá nhiều phân bón, hoặc là chúng ta cũng có thể tỉa chồi để nhân giống rồi F1 cũng được ạ. Giống chuối Tây Thái này trong những năm đầu chúng ta canh tác ấy, thường là sẽ không có sâu bệnh xâm lấn, mà trong quá trình canh tác lâu ngày thì mới có sâu bệnh xâm lấn vào cây chuối. Một số những cái dòng bệnh thường gặp ở trên thân cây chuối là bị sâu đục thân, rồi là sâu cuốn lá, bệnh nhạy, bệnh thán thư, một số những cái dòng bệnh khá là phổ biến. Thì cách phòng trừ và trị thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật chúng ta xịt, hoặc là chúng ta thấy cây nó bị bệnh nặng thì chúng ta có thể là chặt đốn bỏ đi, chúng ta trồng cây khác. Chuối Tây Thái thì được khá là nhiều bà con ưa chuộng và hiện nay trồng được nhiều nhà vườn trồng để mà xuất khẩu cũng rất là lớn và được rất là nhiều ở thị trường trong nước cũng như là xuất đi nước ngoài cũng khá là nhiều. Và đặc biệt thì cây chuối Tây Thái thì nó có đa đa tiện dụng, có chúng ta có thể dùng lá, dùng thân, dùng hoa để đều được ạ. Nên là đem lại cái nguồn kinh tế cũng khá là ổn định cho bà con. Trên đây là một số những cái điều lưu ý cũng như là nhà vườn muốn truyền đạt đến cho quý bà con cũng như quý khách hàng. Rất mong là được quý bà con cũng như quý khách hàng quan tâm và ủng hộ. Mọi thông tin liên hệ mua hàng cũng như là đặt mua cây giống hoặc là tư vấn về cách trồng, cách chăm sóc các giống chuối cấy mô thì quý bà con cũng như là quý khách hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc kết nối Zalo đến hai đầu số đang hiển thị ở trên màn hình để được nhà vườn tư vấn cụ thể nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cũng như là quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.